Vì nhớ câu này nha quý vị. Chúng ta đến với cuộc đời này chỉ mấy mươi năm, rất ngắn ngủi. Chúng ta đừng để mấy mươi năm của cuộc đời mình lúng qua với những việc thị phi. Hãy lấy mấy mươi năm của cuộc đời này chân quý để siêng năng niệm Phật. Siêng năng niệm Phật là một hành động cực kỳ thông minh và giúp cho tâm tư của người mình được xoa dịu tất cả những cái nặng nề, khổ đau. Nên người siêng niệm Phật là người rất thông minh và trí tuệ. Và người siêng niệm Phật là người tuổi thọ kéo dài, sức khỏe tốt. Chính bản thân những đức lo cho nhiều cụ già trong chùa, những đức thấy rõ ràng. Sau này những đức có thời gian rảnh, mỗi ngày những đức dành thời gian gặp các cụ già, những đức quay những công đoạn khi các cụ nói về việc niệm Phật lợi ích cho quý vị nghe. Có khi quý vị nghe như vậy vì thấy còn đặc biệt. Tại vì sao? Vì hồi đó giờ nghe thầy giảng nhiều, bây giờ đến lúc nghe sự thực hành của những con người nghe thầy, họ được lợi ích như thế nào. Nên quý vị phải nhắc nhở mình, mấy mươi năm trong cuộc đời mình ngắn ngủi lắm. Đừng để mấy mươi năm luống qua với những việc không cần thiết và những việc không giúp mình được giải thoát. Hãy lấy mấy mươi năm trong cuộc đời niệm Phật và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đây là cái rất quan trọng cho mấy mươi năm của cuộc đời mình sống và sống có ý nghĩa. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật, bấm số niệm Phật, siêng năng niệm Phật, cứ niệm Phật đi. Dù gặp buồn phiền gì cũng cứ niệm Phật đi. Gặp việc vui việc buồn gì cũng cứ niệm Phật đi. Niệm Phật là một phương pháp quân bình tâm hay nhất. Niệm Phật là một phương pháp dù trở ngại gì cũng được bình tĩnh. Vì niệm Phật là từ tâm nhớ Phật. Tâm đã có Phật thì tất cả việc gì trong cuộc đời này chúng ta cũng có thể bình tĩnh. Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Không bình tĩnh sẽ cực kỳ rắc rối. Nên quý vị nhớ rằng là đến với cuộc đời này, những người đủ duyên thì mình giúp theo đủ duyên. Những người gieo duyên thì mình giúp theo gieo duyên. Đủ duyên hay gieo duyên gì cũng là tấm lòng chúng ta muốn tu duyên tu phước với tất cả chúng sanh mà chân thật làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Đối với môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Một con người có hư hỏng cỡ nào chỉ cần chân thật niệm Phật sẽ nhìn được chính mình mà sửa đổi lỗi lầm. Một đứa con nít có ngộ nghịch cỡ nào, nếu nó chịu niệm Phật thì đứa nít này sẽ hiền hậu. Một đứa con của mình từ khi còn nhỏ, sau này lớn lên cháu sẽ có khi trở thành một đứa con ngộ nghịch bất hiếu, trả treo, hỗn ẩu với cha mẹ. Nhưng đứa con này từ khi còn nhỏ được tiếp nhận Phật pháp, được niệm Phật lễ Phật, sau này đứa con này lớn lên sẽ chuyển được cái nghiệp bất hiếu với cha mẹ. Quý vị nhớ, một hành động xấu, một việc làm xấu, từ bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, đều là do từ thiếu duyên thiếu phước chiêu cảm những nghiệp quả đó mà chúng ta phải làm những điều xấu đó, điều tệ đó. Quý vị nhớ rằng tất cả chúng ta khi làm một điều gì sai đều là do nhân quả mình đã từng gieo. Bây giờ quả đến lúc phải trổ ra như vậy. Và giữa mình với người đó nó đều có nhân có quả với nhau. Và chúng ta gieo cái nhân nghiệp đối với những chúng sanh trong cái cuộc đời này là nó như màn lưới vậy, đầy á. Đầy. Có những người thì nó chưa phát khởi, còn có những người nó đã phát khởi. Có những người nó đã phát khởi. Khi quý vị tu hành có tâm giải thoát càng mạnh thì giống như mà gió thổi mạnh thì cây lao sao.
Khi gió đã thổi mạnh lên thì có những chiếc lá mà yếu quá thì nó cũng rụng và rớt. Nó giống như gió thổi thì nước động như đó quý vị. Có khi khi nước động quá mạnh quá thì nó lại nổi cặn bã lên. Quý vị có tâm giải thoát càng mạnh thì sẽ có những cái khảo đạo thử thách mạnh hơn. Vì sao? Vì sự khảo đạo thử thách mạnh đó để kiểm định tâm quyết tu tập của quý vị như thế nào. Giống như một người cho mình là có sức mạnh thì người ta muốn thử sức mạnh của quý vị thì người ta sắp lên đâu bao nhiêu miếng ngói vậy đó, cho quý vị dùng sức mạnh của đôi tay làm sao cho những miếng ngói này bể đi. Thì à, người này có sức mạnh thiệt nha. Thì người tu hành của mình cũng như vậy. Khi quý vị có tâm tu hành thì sẽ có sự khảo đạo thử thách đến. Phật Bồ Tát cũng cực kỳ từ bi, cũng phải nhìn quý vị lúc nào là lúc cần phải khảo đạo thử thách. Thí dụ như quý vị mới bước vô đạo, thấy con đường quý vị thênh thang phơ phớ tuyệt vời lắm, nhưng mà tại sao có những người càng tu quý vị thấy quý vị giống như bị bế tắc, thấy quý vị giống như bị không còn lối thoát. Vì nhớ khi quý vị mới bước vào đạo, nhân duyên đã chớm nở, gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ chớm nở đến lúc có duyên, thì tâm từ bi nguyện của Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị thênh thang thiện lạc. Vì giống như một trẻ nít mới đi lựng chựng thì phải có người dìu, nhưng khi quý vị đã tu vững chắc rồi thì lúc đó giảm lại để cho quý vị những cái khó, thì những cái khó đó mới rèn cho quý vị trở thành kẻ mạnh thật sự. Như hồi xưa có những người ta học võ, quý vị biết rằng cái tay gì mà người ta phải làm sao, người ta làm cho nó đau, nó chảy máu rồi người ta ngâm muối. Quý vị biết chạy chỗ nhưng mà ngâm muối thì nó rát cỡ nào. Nhưng khi đã ngâm muối được rồi thì cái tay mình nó sẽ cứng, cực kỳ cứng. Giống như một người ta học võ, người ta lấy cát rồi người ta bó vào bắp chân người ta, rồi người ta đi, người ta chạy, người ta nhảy qua những điểm cao một chút. Khi người ta đã tập như vậy thành quen, khi tháo cát trên đôi chân người ta ra thì lúc đó người ta phóng một cái là người ta nhảy qua những tường cao cũng được. Thì con người tu đạo của chúng ta cũng y rang như vậy. Khi chúng ta tu tập có được một chút lợi ích thì chúng ta sẽ gặp những sự khảo đạo thử thách để kiểm định mình, để giúp cho mình càng kiên cố, kiên định tâm hơn. Thí dụ như bây giờ quý vị đã nói quý vị quyết tâm niệm Phật rồi, dù gặp sự cố gì cũng niệm Phật, thì bây giờ sự cố gì quý vị cũng niệm Phật thì là được sự kiểm định. Mà chỉ nói như vậy thôi mà chưa có sự cố gì thì chưa nói lên gì. Khi chúng ta gặp sự cố thật sự, chúng ta có còn niệm Phật hay không? Thí dụ như mỗi ngày những Đức Chí Sẽ Phật Pháp, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật những Đức Chí Sẽ Phật Pháp, bao nhiêu bài giảng vui, cực kỳ vui cho bị nghe rất thích. Bây giờ đến lúc bản thân những đức điều chỉnh cách chia sẻ Phật Pháp lại cho bị nghe, quý vị có cần thiết để gầy dựng công phu hay không là do chính quý vị. Không lẽ chúng ta cứ giảng những điều vui về cuộc sống, về xã hội hoài sao? Bây giờ đến lúc chúng ta phải gầy dựng sự tu tập của mình, để đến lúc khổ nạn đến với chúng ta có công phu tu tập để chúng ta không bị khổ đau. Nên mỗi người mình biết khôn ngoan thì giống như mỗi ngày chúng ta rèn mình như rèn một đội binh, đến lúc giặc đến thì chúng ta có đội binh để chống đỡ. Mỗi ngày chúng ta nhìn nhận người vô thường, nhìn nhận người giải thoát và nhìn thấu để buông xuống thì giống như rèn một đội binh giải thoát cho mình. Giặc giặc là gì? Giặc là giống như
những cái khảo đảo thử thách của người tu mình, thì chúng ta nhờ mỗi ngày nhìn thấu buông xuống nhiều thứ, thì gặp những loại giặc đến khảo đảo thì chúng ta cũng nhìn thấu và buông xuống. Nếu như mỗi ngày mình lơ là, mình cho rằng quá tiện lợi, nên những Đức mới nói câu là trong cái tiện lợi nhưng nó có cái nghịch cảnh, trong cái nghịch cảnh nó có tiện lợi. Chúng ta là người tu đạo phải nhớ kỹ, trong cái tiện lợi nó có cái nghịch cảnh, trong cái nghịch cảnh nó có tiện lợi. Nếu như quý vị thật sự có tâm giải thoát thì trong tiện lợi quý vị cũng sẽ suy nghĩ đến có nghịch cảnh, mà trong cái nghịch cảnh quý vị sẽ có cách để bước ra đi đến tiện lợi. Cái quan trọng của người tu đạo chúng ta là mình có gây dựng được cái tâm giải thoát hay không. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nếu như mình mà không gây dựng một cái tâm giải thoát thì mình hoàn toàn thất bại. Cái tâm giải thoát là cái cực kỳ quan trọng. Nên pháp môn tịnh độ này rất hay. Chúng ta phải càng nhớ Phật niệm Phật. Cái nhớ niệm Phật là một cái việc cực kỳ thù thắng. Nhớ nghe quý vị. Nhớ Phật niệm Phật là cực kỳ thù thắng. Nếu như mà buông có Phật hiệu ra là quý vị không biết nương tựa vào đâu luôn. Vì mỗi ngày quý vị niệm Phật thì quý vị là nương tựa Phật. Bây giờ quý vị niệm Phật quý vị nương tựa ai vậy? Giống quý vị mỗi ngày quý vị nghe những Đức giảng Pháp là quý vị nương vào cái lời Pháp những Đức quý vị niệm Phật. Nên một con người mà khi họ gặp sự trở ngại mà họ nản lòng, họ thối chí, thì người này chúng ta cũng học được. Mà học được cái gì? Học được là mình đừng học giống họ bị thối chí. Nhưng nếu bản thân những Đức gặp những sự cố gì mà thối chí, buồn trách, thì quý vị học những Đức là quý vị đừng buồn trách. Thầy hướng dẫn mình mà thầy còn như vậy. Con phải tự học cái việc đổi lại là con đừng buồn trách. Nhớ kỹ, mỗi một con người dù gặp sự cố gì đi chăng nữa, mình cũng phải từ chỗ đó mà đứng lên. Nên cái câu những Đức nói lúc chia sẻ câu ai Phật niệm đến cùng, vấp ngã chưa hẳn là thất bại, mà thất bại ngay chỗ bị vấp ngã mà không đứng lên. Nên chúng ta là người tín nguyện niệm Phật, quyết chí đời này sanh cực lạc, thì chúng ta phải có mục tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Dù có gặp sự trở ngại gì hay lời thị phi gì của ai nói gì, mình phải kiên định tâm của mình niệm Phật, thì người như vậy mới trí tuệ. Mình phải kiên định tâm của mình niệm Phật mới là trí tuệ. Vì người ta dạy mình niệm Phật là không có sai. Bây giờ nhiều người quý vị đi về chùa, mình bị thấy rõ ràng. Đi về đây bị ở, bị thấy rõ ràng tu tập như thế nào. Nên người ta khuyên mình niệm Phật là cực kỳ, là không bao giờ sai. Người ta nói gì khuyên mình tin sâu nhân quả thì không bao giờ sai. Ta khuyên mình sống hòa thuận thì không bao giờ sai. Những việc này bản thân mình đã được nghe và được học tập thì mình phải có tâm kiên định. Một con người học đạo mà rất dễ thay đổi thì cuối cùng quý vị cũng có khi không có bến đỗ. Sự chọn lựa là cái cực kỳ quan trọng. Chọn lựa ở đâu? Ở cõi này bị chọn lựa ở đâu? Bị chọn lựa ai với đạo Phật? Bị chọn lựa thế giới cực lạc. Bản thân những Đức cũng chọn ai với đạo Phật và chọn thế giới cực lạc. Còn như phương tiện chúng ta ở như vậy, chùa chiền như vậy, tu tập như vậy, chỉ là những phương tiện để cho chúng ta có cơ hội đến tu tập nương tựa để hướng về Đức Phật A Di Đà và Tây Phương Cực Lạc. Là đúng, là đúng. Dù người có nói thị phi gì, người có nói gì, ta phải an định tâm của mình, phải kiên định tâm của mình chứ. Đó mới là chỗ đặc sắc của người tu pháp môn tịnh độ, người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Con người trong cuộc đời ai mà không nói sai quý vị? Vì nói khéo cỡ nào quý vị cũng có sai. Quý vị học cao cỡ nào quý vị cũng có nói sai. Quý vị tìm hiểu thứ coi, vì có học cao cỡ nào cũng có nói sai. Quý vị có khéo cỡ nào cũng có nói sai. Quý vị có nghiêm túc cỡ nào quý vị cũng có làm sai. Nhưng mà chúng ta bị một cái bệnh là không nhìn ra được cái sai của mình.
Đây mới là chỗ cực kỳ thất bại. Cũng như bản thân những đức nhìn thấy, coi lại những việc của mình làm, niệm niệm gì người, nhưng có những cái mình làm nó không được hoàn chỉnh. Đặc biệt ví dụ như ngồi ngủ gà ngủ gật, đó là một bài học người ta chỉ điểm mình. Hai là đi vòng vòng niệm Phật, vui cười người ta chỉ điểm mình. Những điều đó Phật tử đừng học theo, những điều đó người trong chùa đừng học theo. Đó, có những điểm như vậy người ta chỉ điểm giùm cho mình, người ta giúp mình. Rồi có những đoạn chia sẻ Phật pháp, mình nói về những câu lộ lẫy quá vì người nữ, người ta chỉ điểm mình để người ta dạy mình điều chỉnh văn tự lại, điều chỉnh văn tự lại, sửa lại. Mình chỉ cần tiếp nhận mà mình có góc độ nhận thức từ cái chuyện của những đức mà cũng hướng dẫn quý vị luôn, là quý vị đừng nên dùng những cách nói chuyện đó đến với người khác. Thí dụ như đời còn có thể, còn nếu như trong đạo, mấy anh em đừng học theo những đức vì những câu đó, vì sẽ bị người ta điều chỉnh. Bản thân những đức đi qua gặp những sự vấp ngã gì thì những đức chỉ điểm người khác. Trong cuộc đời, sự thành công của một con người không thể nào không có vấp ngã. Nếu như một quyển sách viết về thành công, chỉ mình về thành công mà không nói về sự thất bại, thì quyển sách này chúng ta chưa coi được. Vì sự thành công nào nó cũng phải có sự thất bại, sự thành công nào nó cũng đều phải có vấp ngã. Không phải cái vấp ngã đó mà bản thân mình đều kết luận người ta hoàn toàn sai. Vì sự vấp ngã mà người ta đứng lên được, đó mà là kiên cường. Thì cũng như quý vị, trong cái vấp ngã gì quý vị cũng phải đứng lên được mới là kiên cường. Trong cái vấp ngã mà nằm vẹp luôn, như vậy là kẻ này yếu đuối, thất bại. Quý vị thấy những đức hướng dẫn quý vị rõ ràng, tuy là một câu Phật hiệu nhưng trong mặt trái mặt phải như điều chỉnh quý vị thấy. Nên bản thân của những đức khi chia sẻ Phật pháp rất là nhiều, nói rất là nhiều, mà đã nói rất là nhiều thì bản thân nhất định phải có nói sai, vì mình vẫn là phàm phu. Cái ý của mình nói như vậy, cái ý của người khác nghĩ như vậy, nhưng cái câu của mình nó lộ như vậy, thì cái ý người ta nghĩ như vậy, bản thân của mình sai. Thì từ nơi đó người ta dạy mình, người ta chỉ mình, thì bản thân mình điều chỉnh lại. Quý vị Phật tử nghe cũng được lợi ích rất nhiều, nhưng có những cái bản thân những đức nói vẫn bị hớ và phạm phải sai. Điều này bản thân mình dù hướng dẫn bao nhiêu trăm ngàn con người đi chăng nữa, mình cái gì không phải, mình phải chấp nhận điều đó, mình không phải, để điều chỉnh và sửa lại. Nên cuộc đời của người mình có hư, mình có sai cỡ nào đi chăng nữa, mình vẫn có cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Thí dụ như có một người nói ông sai, ông sai, ông sai, ông sai, ông sai cái này, ông sai cái kia. Mình thỉnh hỏi một người đó, con sai, nên con xin hỏi ngài, người làm sai có sửa sai được hay không? Nếu người đó nói rằng không, như vậy thì chúng ta tự bản thân mình phải sửa sai. Còn người đó nói rằng người làm sai cỡ nào, nếu như chân thật muốn sửa sai, đều có thể sửa sai được, thì chúng ta nói câu rằng như vậy thì cho con cơ hội để sửa sai, nhất định con sẽ sửa được tốt. Chỉ cần quý vị có một tâm quyết như vậy, sau này quý vị trở thành một con người sẽ rất đặc biệt, vì sai mà biết sửa sai, sai mà biết sửa sai. Quý vị nhớ rằng nếu trong cuộc đời không có những người thật sự chỉ trích mình, thì cả cái sai của mình bản thân mình cũng không biết. Và chúng ta càng đi sâu vào những điều sai lầm, nên phải càng có những người dám thẳng thắn mạnh mẽ chỉ trích mình, thì chúng ta mới hoàn chỉnh được sở học, mới tốt, và rèn được cho mình một cái tâm kiên định.
Đây là chỗ rất quan trọng. Nên hàng Phật tử phải nhớ những điều này. Để quý vị học tập được với một người, người này làm thầy quý vị đi chăng, nhưng họ sai họ phải chấp nhận họ sai. Nhưng họ sai họ không bao giờ chấp nhận họ sai. Họ biện bạch họ không sai. Thì điều này quý vị học tập, quý vị phải tự điều chỉnh mình sau này. Không nên như vậy. Cách đó không học được. Mà học được cái chuyển hóa là mình không nên có tâm tính đó. Tào Tháo nói một câu rằng người lãnh đạo khi sai tuyệt đối không bao giờ chấp nhận mình sai. Đó là cái góc độ của Tào Tháo khi làm lãnh đạo. Còn chúng ta là người tu giải thoát, dù mình tu có bao nhiêu chục năm, mình có sai nhất định mình phải nhìn nhận mình sai. Thì người mới tu càng kính trọng mình, và mình cũng cho người mới tu một cơ hội để đứng lên. Vì người này tu nhiều chục năm còn có sai, bản thân chúng ta có sai, mình nhất định phải hoàn chỉnh và sửa sai. Nên không ai hoàn toàn đúng, cũng không ai hoàn toàn sai. Dù không ai cho mình cơ hội đi sửa sai, nhưng bản thân mình phải sửa sai. Đó là điều rất đúng. Nên Phật tử nghe những điều này phải nhớ: học Phật tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc là chỗ cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Quý vị biết được một cái chùa như chùa mình, quý vị thấy một nơi nuôi nhiều người già, bao nhiêu mảnh đời nương tựa, quý vị đi đến đây quý vị thấy rất rõ ràng bao nhiêu người già để ở đây tu tập. Chùa mình không phải là viện dưỡng lão, mà là một nơi tu tập, một nơi cho Phật tử tuổi già nương tựa để tu tập, để tìm chốn bình an. Và tự xây chùa nơi đây là một điểm ngôi dạ lam để cho bao nhiêu người già đến để tu tập, để nương tựa, để tìm chốn bình an. Và bao nhiêu trẻ em đến để tu tập, để học đạo, để làm một người con hiếu thảo với cha mẹ, làm một công dân về sau sống có ý nghĩa với cuộc đời này. Chùa là tổ ấm ta về, quý vị nhớ kỹ. Nếu ai là người có cảm nhận được sâu sắc điều này, khi quý vị đi đến đây thì quý vị sẽ có cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta ai cũng là gầy dựng được tín nguyện kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm, dù gặp sự cố trở ngại gì trong cuộc đời cũng sẽ nắm chắc có Phật hiệu chân thật niệm, dù ở bất cứ nơi nào cũng niệm Phật, quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.